Donald Trump như hổ mọc thêm cánh, đường lối cứng rắn chống Trung Quốc của ông đồng nhất với tuyên bố của G7 và được sự ủng hộ của nông dân Mỹ. Cuối cùng thì nhóm G7 đã có một tuyên bố chung rất ngắn nhưng tổng thống Donald Trump đã rất phấn khích bởi vì trong đó nó phù hợp với hầu hết đường lối cứng rắn chống Trung Quốc của tổng thống Donald Trump. Trước hết đó là khái niệm thương mại không công bằng mà ông Trump vốn liên tục đã đưa ra trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc. Giờ đây, G7 đã tuyên bố cam kết thương mại cởi mở công bằng và sự ổn định của nền kinh tế toàn cầu. Vấn đề thứ hai là về WTO, tuyên bố của G7 cũng chỉ rõ là muốn thay đổi đáng kể WTO để tổ chức này hiệu quả hơn trong hoạt động bảo vệ sở hữu trí tuệ, giải quyết tranh chấp nhanh chóng hơn và xóa bỏ các hoạt động thương mại không công bằng. Quan điểm này rất trùng hợp với đường lối cải cách WTO mà ông Trump từng đưa ra. Một vấn đề quan trọng khác là về Hồng Kông. Nhóm G7 đã ủng hộ thể chế tự trị tuyệt đối của Hồng Kông theo như cam kết giữa Anh và Trung Quốc khi trao trả Hồng Kông vào năm 1984. Tuyên bố liên quan đến Hồng Kông này cũng rất phù hợp với chiến lược của ông Trump khiến Trung Quốc phản đối rất mạnh. Đây là ba điểm nằm trong nhóm vấn đề lớn thể hiện sự cứng rắn với Trung Quốc của G7, mặc dù tuyên bố không nêu đích danh là Trung Quốc. Ông James Roberts, tại Viện Davis về an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại, thuộc quỹ di sản có trụ sở tại Mỹ phát biểu: "Về mặt cá nhân, tôi thực sự tin rằng các lãnh đạo khác trong nhóm G7 rất biết ơn khi Mỹ một lần nữa đảm nhiệm vai trò dẫn đầu." Tuyên bố chung này đã thừa nhận một số tính hợp pháp quan điểm của ông Donald Trump trong thương mại là tốt. Như vậy với kết quả của thượng đỉnh G7, ông Trump được tiếp thêm sức mạnh rất lớn trong công cuộc chống Trung Quốc. Ngoài kết quả của G7, ông Trump cũng đạt được nhiều kết quả riêng lẻ rất quan trọng đối với các nước đồng minh. Theo đó thì Mỹ hoặc là đang thảo luận, đàm phán, hoặc là đang hoàn tất được các thỏa thuận thương mại với nhiều đồng minh quan trọng bao gồm Canada, Mexico, Nhật Bản và Liên minh châu Âu. Mỹ cũng đang tiến tới thảo luận với tân thủ tướng Anh Boris Johnson về một thỏa thuận thương mại song phương Mỹ Anh thời hậu Brexit. Trước đó cuộc đàm phán Mỹ Nhật Bản đạt được nhiều thành quả cũng khiến ông Trump rất hồ hởi. Theo nhà nghiên cứu Roberts tại viện Davis việc ông Trump làm sáng tỏ được các vấn đề thương mại có thể giúp truyền đi thông điệp cứng rắn tới Trung Quốc rằng Mỹ có một mặt trận thống nhất với các nhà lãnh đạo G7. Như vậy tới đây, Trung Quốc sẽ không chỉ đối phó với một nước Mỹ mạnh mẽ mà còn là cả khối G7 đầy quyền lực. Nông dân Mỹ gia tăng ủng hộ Tổng thống Donald Trump bất chấp bị Trung Quốc trả đũa. Chiến thuật của Trung Quốc trong thương chiến với Mỹ là nhắm vào mục tiêu gây tổn hại cho nông dân Mỹ. Chế độ Bắc Kinh đã đánh thuế nhập khẩu nông sản và giảm đáng kể mua mặt hàng này của Mỹ. Tuy nhiên, nỗ lực của Trung Quốc vẫn không thể làm lay chuyển sự ủng hộ của nông dân Mỹ đối với tổng thống Donald Trump. Theo khảo sát mới nhất của Trung tâm Nông nghiệp Thương mại Purdue, niềm tin của nông dân Mỹ vào nền kinh tế nông nghiệp đã tăng vọt trong tháng 7, kỳ vọng về việc tranh chấp thương mại với Trung Quốc sẽ được giải quyết theo cách có lợi cho nông dân Mỹ cũng tăng lên mức cao nhất trong năm nay. Chỉ số kỳ vọng chung tăng lên 159 điểm trong tháng 7, cao hơn 18 điểm so với tháng 6 là mức cao nhất trong hơn 2 năm qua. Tổng thống Donald Trump ngày càng nhận được sự ủng hộ của nông dân Mỹ nhiều hơn. Một khảo sát do Farm Journal Pulse thực hiện vào tháng 7 chỉ ra rằng 79% nông dân Mỹ hiện đồng tình với công việc mà ông Trump đang làm, tăng hơn 5% so với cuộc khảo sát hồi tháng 6. Trong đó 53% nông dân Mỹ nói họ ủng hộ mạnh mẽ Tổng thống Donald Trump tăng từ mức 50% của tháng 6. Tuy nhiên cả hai cuộc khảo sát nêu trên trước leo thang thương mại Mỹ-Trung gần nhất. Khi ông Trump thông báo ông sẽ áp thuế 10% lên 300 tỷ đô la hàng hóa còn lại nhập từ Trung Quốc, Bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 9, chế độ Bắc Kinh lập tức đáp trả bằng tuyên bố dừng mua nông sản Mỹ phản ứng với chiến thuật của Trung Quốc nhắm vào nông dân Mỹ, tổng thống Trump đã hứa rằng chính phủ sẽ một lần nữa trả cho nông dân bị giảm doanh thu bán nông sản bằng tiền thu được từ thuế nhập khẩu. Theo trang tin Breitbart News, Mỹ đã thu được 63 tỷ đô la tiền thuế nhập khẩu trong 12 tháng qua, tính đến trước ngày 30 tháng 6 tăng khoảng gấp 2 lần so với các năm trước. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã phê duyệt tiền trợ cấp cho nông dân 12 tỷ đô la năm 2018 và 16 tỷ đô la trong năm nay. Viết trên Twitter hôm 6 tháng 8, ông Trump khẳng định như họ đã học được trong 2 năm qua, những người nông dân Mỹ tuyệt vời biết rằng Trung Quốc sẽ không thể gây tổn hại cho họ. Khi mà Tổng thống của họ luôn sát cánh cùng họ và đã làm được những điều mà không tổng thống nào sẽ làm và tôi sẽ lại làm như thế vào năm tới nếu cần thiết. Nông dân Mỹ có lý do để cảm thấy tự tin hơn. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, thu nhập dòng của các trang trại được dự báo sẽ đạt 69,4 tỷ đô la vào năm 2019, tăng thêm 6,3 tỷ đô la, tương đương 10% so với năm 2018. Thu nhập trung bình của các trang trại Mỹ dự kiến cũng tăng khoảng 3,6%. Trước khi bùng nổ thương chiến Mỹ-Trung, Trung Quốc nhập khẩu nông sản của Mỹ trị giá 19,5 tỷ đô la vào năm 2017. Giá trị xuất khẩu nông sản Mỹ sang Trung Quốc giảm một nửa vào năm 2018 khi chế độ Bắc Kinh tăng thuế khiến cho nông sản Mỹ tăng giá và doanh nghiệp nhà nước của họ cũng được lệnh không nhập hàng từ Mỹ. Bất chấp Trung Quốc giảm nhập khẩu theo Breitbart News, tổng giá trị nông sản Mỹ xuất khẩu năm 2018 vẫn đạt 140 tỷ đô la, tăng 1% so với năm 2017. Bài viết của luật gia Trần Đình Thu và Tổng hợp